Xấu lắm. Người ta sinh ra cái filter để mình dùng mà. Chúc mọi người một buổi, à nhầm, nhận một buổi, một tuần làm việc mới. Bà ngoại chị chứ sao lại mẹ chị, bà ngoại của chị, bà ngoại của chị. Chúc mọi người một tuần làm việc mới hiệu quả nhá. Hôm nay đi lễ thì nên là ăn mặc giản dị, với cả không make up lè lè lắm thì nên là hơi xấu. Thôi, để chế độ thường lộ hết cả khuyết điểm là bị bóc phốt ấy mọi người ạ. À, em có định đi làm răng không á? Đi làm răng em cũng thích, thế nhưng mà nếu bây giờ mà em thử để nguyên cả cái hàng răng đều đấy, nguyên cả hàng răng đều lên mặt, trông mặt em nó hơi bị mất duyên ấy. Thế là nếu như có ý định sửa răng thì chắc là chỉ điềng có dầu đâu trời ơi. Nghèo lắm này. Cho xem sáng đi ra khỏi nhà này quên mang tiền. Chỗ em mọi người có con có cháu rồi cứ gọi là mẹ là bà ngoại. Không, bà ngoại chị, bà ngoại chị đi chờ, bà ngoại chị đi lễ. Hôm nay chị không đi làm, chị làm buổi tối, tối nay mới làm. Hi hi, hello mọi người. Chúc mọi người một tuần làm việc mới. Ôi tóc kinh quá. Chúc mọi người là một tuần làm việc mới hiệu quả và vui vẻ. Thôi chị không để chế độ bình thường đâu. Mọi người thích chế độ bình thường thì gặp chị ở ngoài. Thật ra là cũng thích răng đều, nhưng mà bây giờ mà làm răng sợ về sau ấy, phải tháo ra làm lại. Mà chị không làm gì cả. Mà chị tôi hiện có cái họng khó chịu quá. Mà chị không làm gì cả. Nếu có cơ hội chị sẽ đi tiêm cái bọng mắt đáng ghét này. Nhiều thẻ đâu mà nhiều thẻ, toàn chứng minh thư với cả bằng lái xe ô tô với giấy tờ xe chứ làm gì có thẻ. Ừ, chị có răng thỏ. Chị cũng thích làm răng, nhưng mà hôm nọ chị thử ghép, thử photoshop, thử cái răng đều của chị mà lên mặt thì mặt chị nó sẽ hết duyên. Mọi người đừng bảo chị bỏ filter ra, trông kinh lắm. Mọi người thích nhìn tự nhiên thì chị tiêm gì. Linh ơi, này có hai cái bọng mắt này, có hai cái bọng mắt này. Mỗi lần cười là nó cái này nó hơi bị chói mọi người. Hôm nay cũng không vào lễ được, một số lý do cá nhân hơi nhạy cảm, thế nên là không được vào lễ, nên đợi bà không biết bà không. Chị đi Đà Lạt rồi. Chị đi Đà Lạt rồi, nhưng mà đợt đấy chị đi buồn lắm. Xong rồi toàn gặp những chuyện xui.
xóa rãnh cười á, là cái này á. Thật ra là mặt chị bây giờ mà đi xóa cái gì đấy nó sẽ bị mất cái phần duyên dáng. Nóng thế nhở? Chị không đi lễ ở ở thánh à, ở nhầm, ở bên bên chùa đâu mà cha xứ. Chị đang chở bà chị đi sang bên đền, nghe nhạc buồn đấy mà vui đâu, chị đang rất buồn. Đúng rồi, chị có hai ngàn tiếp. Thực ra là này ba cái, hai cái gọi là hai cái lỗ rùi, còn tít ra đây mới là mà lũ đồng tiền này. Thế á, chị nhiều người cũng gửi link cho chị đồ ăn nhưng mà chị không xem hết được, hoặc là chị bị vội, chị bấm vào xem nên chưa kịp trả lời. Cảm ơn mọi người nha, xin lỗi vì đã không trả lời inbox của em. Trên đấy chị cũng nhiều đồ ăn quá đến mức bị loạn ý, với cả đồ đấy vào đấy đi bằng ô tô ấy, đâm ra là có những cái đường mình không biết là ô tô vào được, có những đường không biết là ô tô không được vào, với cái nói chung là mình chưa quen cái đường ở đấy, thế nên là mỗi lần mà đi tìm hàng ăn cũng hơi vất vả, thế nên là cũng hơi lười tìm hàng mới. Chị ăn loanh quanh khách sạn thôi, chị chưa ăn cơm. Chị đang đợi bà chị lễ ở ngoài về rồi mới đón bạn Phương Hiếp của chị đi ăn trưa. Chị chân thân thiện trả lời mọi bình luận. Ừ thì không có việc gì làm mà bây giờ live stream mọi người thì phải trả lời bình luận chứ, không thì chả lẽ ngồi nói chuyện một mình à. Chị sinh năm 97 nhá, già rồi, chị già rồi. Em có bằng lái máy bay á, nhưng mà chị sợ đi máy bay lắm, chị sợ rơi á. Chị sợ rơi lắm. Là già so với các em bây giờ toàn 2002, các em trẻ rất là xinh mọi người ạ. Trông mình như thế này thôi, mọi người cứ bảo trẻ, thật ra là khi về nhà tắm rửa xong rồi tẩy trang xong, trời ơi hai mươi tuổi nhưng chưa thể tự lập tài chính. Đúng rồi, 21 tuổi thì làm sao mà có thể tự lập tài chính được. Nhất là em là trai gái, anh Minh nha, trêu em gì, lúc nào em chẳng tươi, anh đã gặp em lúc nào héo bao giờ chưa. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn Trang. 21 tuổi mà sao phải buồn về việc tự lập tài chính, trời ơi. Em con gái cứ từ từ em ạ, 21 tuổi chúng mình cũng rất là trẻ, còn rất nhiều điều để học hỏi. Có người họ may mắn, họ sẽ có công việc thành công nhất định ở cái tuổi đấy rồi, nhưng mà 21 tuổi vẫn là tuổi để trải nghiệm, tuổi để trải nghiệm và lấy kinh nghiệm, lấy kiến thức, không có gì phải lo lắng cả. Chị đây 24 tuổi rồi vẫn cũng không có gì, mà hiện tại công việc của chị cũng chẳng có gì là thành công. Xác định đi làm chỉ là để lấy kinh nghiệm, lấy kiến thức, sự trải nghiệm. Chị có một hình xăm thôi, chị xăm nhiều, mẹ chị mắng chết. Mẹ chị có không biết là chị xăm ở đấy cơ. Mẹ mà biết chắc đuổi ra khỏi nhà. 24 tuổi lấy vợ là sớm hết muộn. Thật ra là về chuyện hôn nhân tình yêu ấy, tuổi tác chẳng quan trọng. Cái chính là
chính là mình, cái sự trưởng thành của mình để đối diện với các vấn đề trong cuộc sống. Không chỉ tình yêu, hôn nhân nó có rất là nhiều vấn đề. Thế nên là con trai mà 24 tuổi lấy hay là 30 tuổi lấy hay là 35 tuổi lấy, cái đấy mình sẽ phải phụ thuộc vào việc là liệu lúc mà mình lấy mình có thể đối mặt với những cái gì nó sẽ không tốt đẹp không. Phải nghĩ đến cái việc đó. Ô tô của chị có phải tự sắm đâu. Không, ô tô của chị không phải tự sắm. Hôn nhân nó nhiều hơn trách nhiệm. Hôn nhân trách nhiệm là 70%. Em đi làm vì đam mê mà. Đi làm để giết thời gian. Đi làm để cho mình những mối quan hệ xung quanh nhiều hơn, trải nghiệm. 30% còn lại á, nhiều lắm. Mỗi một gia đình, mỗi một cuộc sống của mỗi người thì 30% còn lại ấy, tùy thuộc vào mỗi người. Chị đi Mazda 3, chị cũng đang thích đổi lên CX-5 cho rộng. Em cũng có thể tự lập tài chính cá nhân nhưng Covid em lại không kiếm được tiền. Không sao em ạ, 21 tuổi, mình chị 24 tuổi này, mẹ chị vẫn cho chị tiền. Thật, 24 tuổi rồi mẹ vẫn thỉnh thoảng dầm dúi cho một ít, kêu tiền này tiền kia, nhưng mà thật ra là bố mẹ biết là mình vẫn đi làm, mình làm được ra tiền rồi, nhưng bố mẹ vẫn cho ấy. Không sao cả, sau này khi mà bố mẹ già rồi thì mình sẽ báo đáp lại được mà. Covid mà, ai cũng khó khăn thôi, không phải riêng chúng mình. Nên mọi người cố gắng lên. Hoặc là nếu như mà cái hậu quả Covid nó kéo dài quá thì cũng có thể em chuyển hướng sang một cái nghề gì khác. Mazda em bản hatchback hay sedan là cái gì em cũng hiểu. Em biết em đi thôi. Chị làm nghề gì á? Ừ thì chị làm mẫu. Chị đi làm mẫu chụp ảnh này. Chị làm ôi nhưng nó nhiều nghề lắm. Chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Chị cao 1m59, nặng 45 cân. Đợt vừa rồi nhá, cái đợt đi Phú Quốc ấy, chị nặng 47-48 cân cơ. Trời ơi, đợt đấy nặng như thế thì mới có mông có ngực. Bây giờ chị bị giảm cân, chị bị bỏ ăn bữa hơi nhiều. Sedan hatchback là cái gì mình cũng không hiểu đâu. Nói chung là xe này mua từ 2016 thôi, cũ rồi. Bây giờ cũng mong có tiền cầy đi để được đổi xe mọi người ạ. Ôi sao bà lễ lâu thế nhở? Chắc bà đang đi hóa vàng. Ai xăm cho chị á? Anh xăm cho chị, tí chị mọi người mà muốn biết anh xăm. Chị cũng không nhớ tên IG của anh ấy là gì. Anh ấy là cái gì? Hà Trần cái gì? Trước em thấy chị uống nước ở Cẩm Phả. À, hôm đấy là chị đi ăn trứng đánh kem chứ không phải uống nước. Chị đi ăn trứng đánh kem. Lặn lội nhá, lặn lội từ cái cảng. Có nghĩa là buổi trưa hôm buổi trưa lái từ Hà Nội xuống dưới Cô Tô thì đến 3:30-4 giờ không còn tàu để đi ra đảo nữa. Thế phải ở lại xong rồi tối không biết làm gì. Thế là lái xe lên Cẩm Phả ăn trứng đánh kem. Lòng bàn chân chị không mềm, lòng bàn chân chị thô lắm, cả lòng bàn tay nữa. Số vất vả em ạ, không sướng đâu. Làm sao để thoa kem chống nắng hay make up, đeo khẩu trang hay bị trôi, bị loang lổ? Chị xin nào. Chị cũng đang thoa kem chống nắng, xong rồi chị đánh một lớp cushion ở ngoài và chị vẫn đeo khẩu trang. Còn cái việc nó không bị loang lổ thì cũng khó lắm. Cái chính là cái em áp ly vào cái loại kem chống nắng đấy, nó phải thẩm thấu ấy. Với cả không ra mồ hôi, quan trọng là không ra mồ hôi nhá. Chứ đeo khẩu trang không tránh được rồi. Đeo khẩu trang không tránh được đâu.
anh mà là anh xăm cho chị, em mà là anh xăm cho chị, bình thường mà, có gì đâu. Vì là anh ấy làm nghề, anh ấy quen rồi. Chị ơi, bạn em chuẩn bị cưới nhưng không biết mua váy ở đâu. Là váy em đi dự cưới của bạn em á, hay là em, hay là bạn em đi mua váy cưới? Nếu như em đi mua váy dự tiệc đám cưới thì có mấy cái IG chị hay tác, mấy cái váy điệu chị hay mặc ấy, ngọc hân trần ấy, bạn đấy chị hay mua. Vòng eo của chị to lắm, chị cũng không nhỏ đâu, vòng eo chị 64-65 cơ. Không, không phải ai xinh đẹp cũng có lòng bàn tay mềm đâu. Bàn tay của chị thô, cứng, thô ấy, không phải quá giáp nhưng mà khá là thô. Mà con người cái vào bàn tay, lòng bàn chân mà thô thì hơi vất vả. Chị ơi, xăm vòng 3 có đau không ạ? Có chứ, kim chọc vào người là đau rồi. Chị còn bán dây chuyền cỏ 4 lá không? Đợt đấy chị bán có mấy chiếc ấy, thế chưa kịp đăng lên giá thì đã hết veo rồi. Xong chị inbox lại cái chỗ bán buôn đấy, người ta bảo hết hàng, người ta không bán cho chị nữa. Mà đơn đấy mấy chục đơn, 64-65 là bình thường, nhưng mà so với người em, người em là nhỏ xương như thế là to. Thật ra không phải là do em to đâu, mà do cái xương sườn này của em to này. Người em nó đúng hình, hình như này này, ở trên nhỏ xong rồi rất phình ra như thế này. Đấy. Chị không bán chị. Sao ngực chị to đấy á? Ngực chị không to, ngực chị có 78 thôi, to đâu mà to. Ôi, sao bà lâu chị? Lâu thế nhỉ? Nhi á, Nhi chắc chắn là nhỏ hơn chị rồi. Nhi cao hơn chị, Nhi gầy hơn cả chị. Nhưng mà ngực Nhi to hơn chị. Chắc eo của Nhi chỉ tầm 60, 59-60 choi. Trước tưởng em là người miền Nam cơ. Thầy đăng ảnh. Hôm nay chị live stream make up đi á, ok. Chị ơi. Ừ, hôm nào chị live stream make up nhá. Live stream ở trên Facebook nhá, cho nhiều mắt xem. Ừ, gầy đấy, không phải đẹp đâu, gầy nè. Ừ, chị với Phương Nguyên là chị em ruột. Tên thật của Phương Nguyên là Yến Nhi. Chị không quen gọi thì bị gầy quá nên nó lộ cái xương này lên ấy, chị cũng chẳng đẹp đâu. Nhiều người thích có cái xương này nhỉ. Mọi người cũng hay tưởng mình là người miền Nam. Hôm nào phải học nói tiếng con gái miền Nam. Live Facebook mình hôm nào mà mình live stream mình sẽ mở. Cho em xin info nhà hàng. Hôm trước chị ăn sinh nhật là Pizza 4B em ạ. Pizza 4B chị ăn ở trên cơ sở Hoàng Thành. Chị bị nghiện cái micro ở đấy. Comment ở trên Facebook của mình đang khóa lại, nhiều người comment linh tinh bậy bạ ấy, mình không thích. Chị like thường xuyên đi. Ok, chị mà rảnh thì chị like thường xuyên, sợ mọi người không xem thôi. Chế độ ăn uống của chị như thế nào ạ? Em 18 tuổi bị stress nên còn 33 cân. Bị đi đâu em cũng mọi người chê gầy. Sao? Không đẻ được làm sao chứ. 18 tuổi mà 30 cân á, em đang tuổi phát triển, em cố gắng ăn uống này, ngủ nghỉ đủ giấc, cân bằng giữa việc học và việc tập luyện cơ thể nhá. 33 cân là hơi gầy ấy. Em có thể uống cho chị sữa Ensure nhá. Với cả cái ống tăng sức đề kháng bằng thủy tinh. Em ra ngoài bà đâu ấy nhỉ? Em ra ngoài hiệu thuốc ấy. Nó em bảo em bán cho em cái thuốc tăng sức đề kháng, em uống cái đấy một ngày 2 ống. Chị nhớ cái đợt chị bị sút cân, chị còn 39-40 cân, chị phải uống cái. Và uống cả sữa Ensure bột pha nhá. Một ngày 2 cốc sáng chiều. Sáng và tối. Sáng lúc ngủ dậy hoặc là lúc buổi trưa trưa. Và tối trước khi đi ngủ em làm cho chị một cốc Ensure. Giữ đầu óc
đừng bị nghĩ ngợi quá nhiều. Thoải mái lên, mình còn trẻ mà, 18 tuổi. Trời ơi, sao mà phải stress. Em đang ở cái độ tuổi mà chị mong muốn ấy. Trời ơi, xem bắn chân chị làm gì? Kỳ cục à. Của lâu đấy ta. BMI cân nặng chia bình phương chiều cao là như nào mọi người, mình cũng không biết tính cái đấy. Bình thường hay đi tập gym thì như là có cái máy đo đo cái gì ấy nhỉ, người ta gọi là có cái máy đo gì ấy nhỉ, in body à. Với cả các cái tính đấy thì nếu như mà tính ra và chia ra thì có vẻ là mình hơi gầy. Thì là top. Nguyễn Ngọc Ngoạn chào cháu luôn mà. Hello, hello Malaysia. Mình có rất là nhiều bạn Malaysia comment ở đây nhá. Chắc là vì năm ngoái mình đi Bali, lúc mà mình check in ở bên đấy, thế là nó tương tác cái Insta bên này. BMI. Có cái máy đo BMI đoán độ tuổi. Chị lùn lắm, chị cao có 1m59 thôi. Chị là bực bội. Thôi đừng comment mà cái câu. Ui, liếm bàn chân cái gì đấy ghê quá à. Chị có 45 cân thôi, đợt này chị sút cân rồi. Sút cân như thế thì lên hình trông vừa phải đấy. Nhưng ở ngoài nhìn hơi gầy. Nhưng mà mẹ chị rất thích chị gầy. Chị bảo thà gầy còn hơn là béo. From Brazil. Chả hiểu sao mình lại lạc trôi sang Brazil luôn. Ừ, chị gầy mà. Chân tay chị nhỏ lắm. Cho mọi người xem tay chị nhỏ cực kỳ luôn. Nhìn thế thôi. Chị chỉ được cái mặt thôi. Béo gầy gì mặt nó vẫn cứ tròn vùng một cục như này này. Mẹ chị thích chị gầy bởi vì mẹ chị rất béo. Mẹ chị rất sợ béo. Mẹ chị bảo là thà mày gầy còn hơn. Chị đi Bali tự túc. Đợt đấy chị đi là 15 triệu một người, cả vé máy bay lẫn khách sạn. 10 ngày nhá mọi người, 10 ngày luôn. Ở resort luôn. Chị đợi thì em sắp lớn rồi á. Em mà lớn thì chị già rồi. From Hà Nội with love. Có bạn ở bình luận ấy, không tránh được mấy cái bình luận đấy. Mẹ chị có dễ tính không? Không. Mẹ chị là một người không dễ tính về việc gì? Dễ tính về việc cái chính dễ tính về việc gì? Chả mẹ nào dễ tính cả đâu. Đi chơi 10 giờ là đã gọi về. Ủa? Sáng nay là lịch của Thảo mà. Đợi mình tí nhá, sếp gọi nhá mọi người nhá. Trời ơi, bực thế. Rõ ràng sáng nay ca của bé Thảo mà sao gọi mình. Chị thích mang giày cao gót sneaker. Chị thích mang cả hai. Thường là nếu mà đi du lịch thì đấy, cái bà sếp này giật cả mình. Lũ đồng tiền ở đây. Đợt nào mà mình béo lên hơn ấy, cái mặt mình nó tròn hơn và nó phị ra ấy, thì chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng thôi là cái lúc đầu tiên nó sẽ hõm sâu vào. Đợt này nó cũng bề mặt béo nhưng mà nó không có như thế. Ôi lâu quá à. Bà lễ gì lâu quá.
18 tuổi đủ lớn chưa ạ? À? Em bảo đủ lớn về việc gì? Đủ lớn về việc gì? Chị mổ mắt được 4-5 năm rồi. Chị mổ bệnh viện Nhật Bản á, gói đắt nhất, gói smile, mổ bằng laser. Thật ra là hồi đấy định mổ mắt để không có ý định mổ mắt đâu. Ê à, nhưng mà hồi đấy á, hồi đấy định mổ mắt để đi làm tiếp viên, đi làm những việc hàng không. Nhưng mà lúc mà làm xong hết hồ sơ, đây là bà ngoại đâu rồi, lúc làm hồ sơ xong là bị chưa đến tuổi. Xong chưa bà? Xong này, cho con quả lọc nha. Về nhà mày chỉ ăn quả ấy, quả hồng nhất nhỉ. Thôi bye bye mọi người, đèo bà về đã nhá. Nói chuyện mọi người sợ. Đây, mọi người đang hỏi con là mày có ăn đu đủ không? Hả? Lấy quả đu đủ. Quả ổi ấy. Mày có lấy quạt không này? Không có lấy quạt làm gì, thôi không ăn đu đủ đâu, con dưa gang không ăn đu đủ đâu. Dưa gang gì vậy, dưa gang? Không, nhà không có ai ăn đu ai đủ. Ai hỏi vậy? Đâu, không, con đang live stream. Con đang live stream trên Instagram, con thôi bye bye mọi người. Đèo bà ngoại về đây.